Khánh Linh xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện gì hot trên kênh MC Khánh Linh USA YouTube và Facebook. Giá xăng dự báo sẽ tiếp tục giảm. Và một điều nữa rất là hoang mang cho nhiều người hiện tại nay có một cái căn bệnh nó gọi là đậu mùa khỉ, monkeypox thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta đã có vaccine rồi và những người sau đây được khuyến khích phải nên chích vaccine. Bên cạnh đó thì hôm nay là ngày thứ ba ông Tổng thống Biden sẽ ký cái dự luật đã được bên Thượng viện, Hạ viện thông qua 430 tỷ rồi đó thưa quý vị. Và bản tin cuối cùng xin được nhắc đến những cái chương trình Foodstamp Snap đã có thêm những cái lợi ích mới cho thêm 10 tiểu bang nữa. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi bản tin chi tiết. Quý vị đang theo dõi kênh YouTube MC Khánh Linh USA. Khánh Linh hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia của Mỹ. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyện gì hot với phương châm giúp đỡ cộng đồng và nói không với fake news và COVID. Còn chần chừ gì nữa nào? Hãy cùng đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để quý vị sẽ là những người đầu tiên theo dõi những tin tức cập nhật mới nhé. Thưa quý vị, mở đầu chương trình Chuyện gì hot ngày hôm nay, Khánh Linh xin cảm ơn một nhà bảo trợ của chương trình của Khánh Linh, đó là trung tâm New Horizon Academy được thành lập năm 2009 đến nay, dạy học cho tất cả các em học sinh từ kindergarten đến năm thứ hai đại học trên 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và Canada. Dạy học cho các em kèm bài tập nhà sau giờ học After School Program, cũng như là luyện thi cho các em SAT để vào đại học. Nếu các anh chị em nào muốn cho con em của mình luôn luôn thành công và đạt được những thành tích cao trong học tập, xin liên lạc với trung tâm, quý vị nhé. Và Khánh Linh hiểu được rằng nỗi lo của nhiều phụ huynh là con em mình không học tập tốt, không được ra trường, không được đi vào những trường đại học để có được những thành công trong học vấn. Thì hãy luôn tin tưởng trung tâm và hãy ủng hộ trung tâm để trung tâm có thể tiếp tục nâng cao tầm tri thức Việt tại hải ngoại. Thưa quý vị, bản tin mở đầu đầu tiên Khánh Linh xin chia sẻ đó là Tổng thống Biden sẽ ký cái dự luật 430 tỷ mà Khánh Linh đã thưa trong video kỳ trước đến quý vị. Ngày hôm nay ông chính thức sẽ ký cái dự luật này trở thành luật nha quý vị nhé. Sẽ mang lại nhiều lợi ích về Medicare cũng như là về môi trường, những ai mua xe điện như thế nào đó thì Khánh Linh đã có cho nói trong video trước đó rồi. Và giá xăng dự báo sẽ tiếp tục giảm. Thưa quý vị, thì ngày hôm qua một bài báo cho biết là trung bình giá xăng hiện tại chỉ có 3.96 đồng một gallon mà thôi và sẽ duy trì giảm liên tiếp kéo dài. Và đây cũng là một cái số mà đối với người dân có vẻ là vui hơn vì đã được duy trì trong suốt 62 ngày vừa qua, cũng là 2 tháng qua, cái số này là số thấp nhất trong 2 tháng qua đó quý vị. Theo như đài CNN cho hay thì vào ngày 14 tháng 6 thì đỉnh điểm nhất của nước Mỹ là trung bình giá xăng là 5 đồng 2 xu cho một ga lông. Hiện nay thì đối với cái giá mà 5 đồng 2 xu thì cái giá mà gọi là 3 đồng 96 là đã giảm 21% rồi đó quý vị. Cali thì vẫn cái giá cũng khá cao, đó là 5 đồng 37 xu cho một ga lông trung bình ha quý vị ha. Cái mùa này cũng có thể nói là bắt đầu giảm cái số lượng người lái xe. Nói chung là cái mùa lái xe cao đỉnh điểm là đã qua rồi đó quý vị, đã sắp kết thúc rồi. Thì giá xăng có thể sẽ tiếp tục giảm sâu hơn vào tháng 9 và tháng 10. Có thể sẽ còn lại là 3 đồng 50 xu một ga lông cho cả nước Mỹ nha quý vị nhé. Và trong tháng 7 vừa qua thì người ta cũng cho biết là tình hình lạm phát đã chậm lại chứ không ngừng nha quý vị. Chậm lại cho nên giá nguyên liệu bắt đầu giảm và làm góp phần lên là cái vé máy bay mà nếu chúng ta travel tháng 8, tháng 9, tháng 10 thì có thể là giá nó sẽ rẻ hơn ha quý vị ha. Họ cho biết rằng là những cái chuyến bay hiện tại giá vé đã giảm 7.8% so với cái thời điểm mùa hè đó quý vị. Như là chuyến bay đi đến San Diego thì rẻ hơn 230 đồng so với tháng 5, hay là vé mà đi đến Hawaii thì giảm 154 đồng. Rẻ hơn so với mùa hè quý vị. Và du lịch sẽ tốt hơn trong những tháng này. Nếu chúng ta có dự định đi đâu đó thì nhớ mua vé. Và bây giờ nha quý vị, giá xăng đang giảm thì giá máy bay cũng giảm nha quý vị nhé.
Thưa quý vị, nói đến COVID thì nhiều người nói COVID qua rồi, đừng nói COVID nữa. Nhưng đây có một cái căn bệnh mà hiện tại đang rất là nhiều những người quan tâm. Đặc biệt là nước Mỹ đã có hơn 4.000 ca nhiễm bệnh rồi quý vị. Cao nhất thế giới, cao nhất thế giới, và đặc biệt ở tiểu bang Georgia cũng đang đứng hàng thứ tư về cái sự lây nhiễm luôn. Cho nên quý vị hãy cẩn thận, đó là bệnh đậu mùa khỉ, monkeypox nha quý vị nhé. Và Linh cũng xin chia sẻ thêm về những nơi để cho chúng ta có thể chích vaccine bệnh đậu mùa khỉ nhé. Nếu những ai chưa bao giờ biết đến bệnh đậu mùa khỉ thì chúng ta có thể bỏ vào trong Google để coi được cái hình. Thì nếu mà những ai đã nổi trái rạ đó, bên Việt Nam gọi là nổi trái rạ đó quý vị, bệnh đậu mùa đó, thì chúng ta hồi xưa nhỏ nhỏ chúng ta hay cũng bị nổi đúng không? Có nhiều người có những cái vết thẹo, những cái căn bệnh đó luôn. À, thì monkeypox thì cái hộp nó sẽ bự hơn rất là nhiều ha quý vị ha. À, nếu mà nói về chết thì cũng thời đại buổi này thì không đến nổi quý vị. Bây giờ chúng ta cũng đã có vaccine rồi. Thì ở tại quận Cam, thưa quý vị, đã mở ra một địa điểm mà chúng ta có thể chích bệnh đậu mùa khỉ vaccine nha quý vị. Đó là trung tâm y tế Family Together. À, và 9 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa là giờ họ sẽ mở cửa và bắt đầu mở cửa ngày hôm nay, ngày 16 tháng 8, 2022. Địa chỉ là 150 North Myrtle Avenue ở Tustin nha quý vị nhé. Cho nên nếu mà chúng ta sắp xếp được thì chúng ta đi đến để mà người ta kiểm tra coi chúng ta có đủ điều kiện để được chích hay không. Không phải ai cũng chích, không phải ai cũng cần chích và ai cũng được chích đâu nha quý vị. Chúng ta phải đủ điều kiện thì chúng ta mới được chích. Khi đi đến đó thì chúng ta nên mang theo thẻ bảo hiểm để người ta có thể coi coi là chúng ta có đủ điều kiện, hay là người ta sẽ hỏi những câu hỏi của chúng ta, coi là chúng ta có phải là những người có dễ bị mắc bệnh hay không thì mới được chích nha quý vị nha. Thưa quý vị, hiện tại thì nguồn cung cấp vaccine cho bệnh đậu mùa hiếm, cho nên họ sẽ không có sẵn hết cho đại trà đâu nha quý vị. Cho nên những tiểu bang nào mà quý vị muốn coi là chỗ mình có chích hay không, quý vị vào Google, quý vị bấm vào là monkeypox vaccine near me, có nghĩa là cái vaccine nó gần ở chỗ tôi, có chỗ nào có không. Khi là được biết ở Georgia thì Department of Public Health đã có một cái địa điểm để mà chích ngừa, quý vị cũng có thể lên Google quý vị search nha quý vị nhé. À, rồi ở những tiểu bang khác như là New York hay là ở Texas đó, quý vị cũng có thể làm như vậy để tìm ra một cái địa điểm nào mà gần với mình, để khi mà đến đó người ta sẽ cho mình make appointment để coi mình có đủ điều kiện để được chích ngừa vaccine này hay không. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta chưa biết ở đâu chích vaccine thì chúng ta phải phòng ngừa đúng không quý vị, để cho mình đừng có bị dính chưởng đúng không quý vị. Ngày hôm qua khi dạy học các em học sinh cấp 1 thôi thì các em ngồi bàn về monkeypox, thì có nghĩa là trong trường họ cũng đã warning cái vấn đề này rồi đó quý vị. Cho nên quý vị cũng cẩn thận cho con em của mình nhé. À, thì liều vaccine này chúng ta sẽ chích 2 lần và mỗi mũi cách nhau là 28 ngày sau mũi thứ nhất nha quý vị nhé. Thì ở quận Cam thì họ sẽ mở thêm một địa điểm thứ hai để chích ngừa nữa vào tháng 9, họ sẽ thông báo sau. Và có 3 cách để mà căn bệnh monkeypox truyền nhiễm, đó là da liền da, có nghĩa là da tiếp xúc da, đụng chạm vào bề mặt hay những cái vật liệu nào đã có bị nhiễm khuẩn rồi. Và thứ ba đó là truyền qua không khí, thưa quý vị. Thì da tiếp xúc da cũng là sao, một cái người bệnh nào đó mình tiếp xúc với da với người đó, gần với người đó thì mình cũng sẽ bị nhiễm bệnh. Hay là mình đụng chạm vào những cái bề mặt nào, vải hay là đồ dùng hay bất cứ gì mà cái người đó sử dụng qua, người đó đã đụng chạm qua, người bệnh đã đụng chạm qua thì mình cũng sẽ bị nhiễm bệnh. Và cái cách thứ ba đó là truyền nhiễm qua không khí. Tuy rằng là chưa có một cái bằng chứng nào nói là cái ảnh hưởng thật sự hay là cái dấu hiệu nào cho mình biết là truyền qua không khí như thế nào, có thể là cái người đó sneeze rồi mình bị dính chúng hay là như thế nào thì chưa có rõ ràng, nhưng không có nghĩa là không bị truyền nhiễm qua không khí nha quý vị nhé. Nên chúng ta cẩn thận nhất là làm gì? Ngày hôm qua Linh cũng nói với là những học sinh, chúng ta phải rửa tay cho thật kỹ, và nếu chúng ta thấy có những người mà nhiễm bệnh hay có những cái dấu hiệu của bệnh đậu mùa khỉ thì chúng ta tránh xa. Và bây giờ trở lại với cái thời kỳ Covid mọi người ơi, có nghĩa là chúng ta phải đeo mask, nhiều khi nó qua không khí đó. Cho nên chúng ta có thể bảo vệ bản thân mình bằng cách là đeo khẩu trang quý vị nhé. Thưa quý vị, bản tin cuối cùng ngày hôm nay Linh xin chia sẻ về cái tiền SNAP. À, chương trình này được gọi tắt cho là Supplemental
Nutrition Assistance Program. Thì đây là một cái chương trình mà EBT đó quý vị, tiền Food Stamp đó, cho mọi người dễ hiểu, thì đã có những cái thay đổi mới tốt hơn cho người sử dụng. Quý vị không biết là quý vị có bao giờ mua hàng online hay không ? Thì người Mỹ bây giờ cái công ty nó gọi là Instacart, là một cái công ty grocery shopping online, là mình đi chợ trên online á quý vị, như mình đi Walmart hay này nọ mình mua đồ online đó. Thì bây giờ EBT, bây giờ cái chương trình SNAP này nó đã cho thêm 10 tiểu bang có thể mua hàng online trên đó rồi. Đó là 10 tiểu bang nào? Trước đó đã có 39 tiểu bang rồi quý vị, thì 10 tiểu bang này thêm vào sẽ là tổng cộng là 49 tiểu bang trên nước Mỹ, trừ Alaska ra là không cho mua sắm online trên Instacart để mà mua hàng nha quý vị nha. Đó. Thì 10 tiểu bang đó là tiểu bang nào? Colorado, Hawaii, Idaho, Louisiana, Montana, New Mexico, Oregon, Utah, Washington và Wyoming. Đó là 10 tiểu bang quý vị, là 49 tiểu bang tổng cộng thôi, cho dễ nhớ là tiểu bang nào cũng được hết, trừ Alaska mà thôi. Cho nên bây giờ những tiểu bang này, 49 tiểu bang có thể vô tư mua hàng ở trên Instacart. Không biết Việt Nam mình có sử dụng nhiều Instacart hay không, nhưng những người bạn của Khánh Linh lúc mùa dịch đó, hay sử dụng Instacart để mua đồ sử dụng trong nhà, grocery này nọ lắm. Thì cho nên bây giờ ai có thẻ EBT thì cũng có thể mua hàng ở trên đó quý vị nhé. Và có một số thông tin nữa mà Khánh Linh muốn chia sẻ cho những ai đang sử dụng cái thẻ Food Stamp hay EBT. Có nhiều người cứ suy nghĩ rằng là nếu cái đồ đó là đồ chính thì chúng ta không thể nào dùng EBT, cái thẻ để mà mua được hết. Có những cái trường hợp ngoại lệ nha quý vị nha. Mà thường thì tất cả những cái đồ mà EBT thường là đồ sống để mình mua về mình chế biến ha, chứ không có được nấu chín, đúng không quý vị? Thì những ai có thể là đã biết cái điều đó. Nhưng có những trường hợp như sau. Nếu quý vị dùng cái thẻ EBT Food Stamp mà quý vị mua energy drink, nước tăng lực được luôn nha quý vị nha. Hay là mua cà phê hay là trà, mà cà phê hay trà phải là nguyên gốc, có nghĩa là cái hộp cà phê hay là cái cà phê mà chưa được brew, chưa có được lọc cà phê, không nghĩa là không phải là cái thành phẩm nha quý vị, phải là nguyên gốc, như là hộp cà phê hay là cà phê mà chưa được pha chế. Trà cũng vậy, trà phải là lá trà chứ không phải là trà đã lọc rồi để mình uống liền như là nước trà nha quý vị nha. Hay là chúng ta cũng có thể dùng thẻ EBT đó để mua những cái dụng cụ để mà săn bắn hay là đánh cá nha quý vị. Nếu chúng ta ở những vùng sâu, vùng xa, cái vùng mà chỉ có cái nghề đó mới được sống được bằng cái nghề đó thôi, thì chúng ta mới được chi tiền cho cái phần đó. Hay là những cái hạt giống, những cái cây giống, thì chúng ta cũng có thể dùng thẻ EBT để mua luôn. Rồi những cái giỏ quà chúng ta tặng bạn bè, chúng ta mua về sử dụng cho chúng ta, giỏ quà như có bánh kẹo này nọ, thì chúng ta cũng được nếu 50% những món đồ ở trong cái giỏ quà đó ăn được. Ví dụ như trong giỏ quà đó có kẹo chocolate nè, hay là có trà hay có gì đó, mà có một cái con gấu bông bự thù lù mà có một cái hộp chocolate nhỏ xíu thì không được. Còn nếu mà có thịt hem hay là đồ gì đó mà ăn được trên 50% của cái món quà đó thì được nha quý vị nha. Còn một cái nữa là lobster, quý vị ơi, chúng ta không thể mua những cái con vật sống được, nhưng mà đối với lobster thì người ta cho mình sử dụng thẻ EBT để mua lobster sống nha quý vị nha. Vậy về ăn lobster đã luôn quý vị ơi. Thì cái đó thì được nha quý vị nha. Rồi những cái loại snack trẻ em yêu thích như là ice cream nè, chips nè, popcorn này cũng nằm trong cái list được ok để dùng thẻ EBT để mua nha quý vị. Hy vọng là đưa được những thông tin đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày bình an, nhiều hạnh phúc và luôn may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị đã yêu thương. Nếu yêu thích chương trình, quý vị cũng có thể ủng hộ Khánh Linh với một ly cà phê với đường link bên dưới quý vị nhé. Cũng như là ủng hộ kênh số 2 của Khánh Linh, đó là Cô Giáo Linh Cuộc Sống Mỹ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ vấn đề học hành của thằng bé nhà mình. Hôm nay bé thì 12 tuổi. Thời gian qua thì bé học thì cũng trung bình. Nhưng mà mình cũng tìm hiểu trên mạng rồi mình thấy được những cái trung tâm đào tạo online New Horizon. Cho nên mình bị thử cho bé học online. Thì bữa đầu thì mình cũng băn khoăn. Cho nên mình không biết dạy kết quả như thế nào. Nhưng mà sau khi cho bé học thử một tháng thì mình thấy kết quả nó khá hơn. Thì bây giờ thì sau 3 tháng
thì kết quả học tập của bé trong trường thì cũng đạt rất là tốt. Cho nên mình cũng xin chia sẻ với các bạn là trung tâm đào tạo online, đào tạo từ xa New Zealand. Xin các bạn hãy liên hệ với trung tâm đào tạo New Zealand. Cảm ơn các bạn. Mình tên Ngọc, năm nay mình 37 tuổi. Mình sống tại bang Châu Trà này được 2 năm. Sau khi mình lên mạng học, tự học tiếng Anh, mình cũng tìm hiểu nhiều cái video clip. Vô tình thì mình thấy được cái video clip của chương trình học tiếng Anh của tại trường của An Đào và tiếng Việt là cô Linh. Thì mình có gọi điện đến mình hỏi và mình cũng đăng ký học lớp tiếng Anh. Và sau khi mình học được một khóa được 8 tuần thì mình cũng thấy tiếng Anh mình cũng được biết được nhiều hơn. Mình có thể đi chợ mà mình cũng thuận tiện trong việc công việc của mình biết được nhiều từ hơn. Mình cũng thể ráp câu, mình cũng có thể học với con mình. Khi mình con mình học, mình có thể biết những từ con mình đang học là cái gì. Mình có thể chỉ con mình. Mình cũng muốn chia sẻ với các bạn là mình muốn các bạn khi mà đừng có ngại là mình phải tới trường khi mà mình quá tuổi. Nên trong không cần mình tới trường không cần nhiều, nhưng mà trong một buổi thì mình cũng có thể học được nhiều cái. Cho nên đừng có ngại khi tới trường học tiếng Anh, vì cái đó nó rất là cần thiết cho cuộc sống của mình ở Mỹ này. Khi thầy điệp đọc tiếng Anh bằng các giọng sẽ như thế nào? Em, cháu. Can you tell that for me, ma'am? Cháu, C and for... Is that Z? You said Z? C for candy. Oh, C for candy? Okay, ma'am. What's the next letter? H. Hay giỏi quá. Okay. And what would you like to order tonight, ma'am? Can have a hamburger? Yes. Chicken sandwich. Cheese on there? Hamburger and cheese? Yeah, chicken sandwich. And a chicken sandwich. All right. Is that all? Yeah, that's all. Okay, thank you. That'll be $5. Yeah, thank you. Since your name begins with CHAU, we'll give you a discount. And that'll be $2 total. Yeah. Thank you so much. Thank you. Have a good night. OK, so có nhiều người họ nói giọng, đôi khi mình phải chú ý mình nghe tí nữa, mình phải phát âm cho nó đúng. And then because tại Việt Nam á, người ta khó đọc. OK, so that's why you have to make sure that you pronounce your name and your letters correctly. OK, and you say, is that all? That'll be all. That's all. That's it.